Alo, tại hồi nãy là do cái mạng nó bị làm sao ấy, nó yếu nên là không có nói chuyện được các bác các anh chị. Thì buổi sáng nay thì thị trường có giảm khá là mạnh, có lẽ là do mọi người là hơi có phần hơi khỏa hơi 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 bị tâm lý, hơi bị tâm lý. Cái tâm lý nó bắt nguồn từ cái câu chuyện đó là cái dự báo của một số trang báo á, nói về cái câu chuyện mà thị trường ta được cái MSCI nó nâng hạng ấy. Thì đây cũng là cái câu chuyện mà nhiều các bạn gọi là chuyên viên phân tích của một số công ty chứng khoán có nhắc tới vào buổi sáng hôm nay. Có bạn Nhật Minh ở bên giám đốc phân tích của SSI, rồi một số đồng chí gồm có anh Phan Dũng Khánh bên giám đốc phân tích của Maybank cũng nhắc tới cái việc này. Thì hôm nay thì tự doanh chứng khoán cũng không ngoài cái chuyện đó là cũng muốn nhắc với các bác các anh chị về cái câu chuyện nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam một chút về kiến thức, tức là cái việc mà để được thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được nâng hạng vào năm 2019 á, thì nó có rất nhiều yếu tố. Và quay lại với cái câu chuyện mà gần đây có một buổi trực tiếp mà anh Hưng ở bên SRI á, chủ tịch của SRI có nhắc tới, đó là nhiều người coi cái thị trường chứng khoán là canh bạc. Thì anh Hưng có một cái câu khá là hay, nhiều nhiều người thì cho rằng không đúng nhưng theo tự doanh chứng khoán thì nó là đúng, đó là thị trường chứng khoán là canh bạc, đó là sản phẩm của truyền thông chứ không phải là sản phẩm của nhà đầu tư. Nếu mà thực sự mà là đầu tư thì cái việc đây không phải là canh bạc, mà canh bạc chẳng qua nó là canh bạc, đó là sản phẩm của truyền thông. Lý do tại sao chúng tôi lại không hôm nay không có đề cập đến thị trường nhiều, cuối cái buổi trực tiếp hôm nay thì sẽ nói với thị trường, mà hôm nay sẽ nói về cái câu chuyện là tại sao nó gọi là sản phẩm của truyền thông. Bởi vì thực tế thì có rất nhiều bài báo, rất nhiều những câu chuyện được thêu dệt trên các trang báo tài chính, nhưng họ thực tế là chưa hiểu rõ lắm hay là cố tình không hiểu rõ về cái một số cái chuẩn mực nhất định. Bản thân tự doanh chứng khoán thì cũng không 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 thực sự phải là đơn vị mà hiểu rõ cái vấn đề truyền thông liên quan tới các quy định để nâng được MSCI nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019. Nhưng mà chúng tôi có thể hiểu thông sơ sơ qua và cơ bản nó là như thế này. Bởi vì cái việc mà được nâng một mức hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, nó là một câu chuyện lớn, dài tập, chứ nó không phải là câu chuyện các báo thích nói thì nói, thích lên thì lên. Và câu chuyện giữa chuyện lên và xuống thì cái việc để được lên nó rất là khó khăn, nhưng để là loại ra khỏi cái thị trường chứng khoán mới nổi á, nó dễ dàng. Do đó là cái quy chuẩn mà họ xét duyệt khá là phức tạp. Và có thể nói rằng là ở Việt Nam mình thì đến thời điểm hiện tại thì theo một số cái đánh giá thì khả năng 2019 cũng chưa có thể lên được, và vì rất nhiều lý do. Nhưng mà tôi không bàn thêm về cái câu chuyện lên hay không lên, tôi muốn bàn tới cái câu chuyện đó là cái sản phẩm của truyền thông á, là nó như thế nào. Bởi vì có nhiều chuyện họ biết chắc rằng là không lên được, nhưng họ cố tình thêu dệt ra, đưa ra một cái câu chuyện lên báo để mục đích để làm gì? Để cái chuyện không được nhưng họ cố nói để cho nó được, đến khi không được thì tạo ra một cái tâm lý hành vi cho các bác các anh chị, là cái tâm lý là gọi là không thỏa mãn được cái kỳ vọng, cái mong muốn. Đó cũng chính là cái thứ mà dẫn đến câu chuyện tác động lên thị trường, ảnh hưởng đến những cái mưu đồ phía sau. Nói chung là giống như cái kiểu hôm nay sáng nay tôi có nói chuyện với một ông anh khá là hiểu biết. Ông nói thế này này: startup ở Việt Nam mình là đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng mà thực tế là hai bàn tay trắng ở phía sau có rất nhiều bàn tay đen đấy. Nên đại loại thế, thì truyền thông nó cũng vậy, nó nói cái câu chuyện mà nó biết là không đúng nhưng mà nó vẫn cố nói, nó cố nói cho đã đi, đến khi là bắt đầu là nó biết chắc rằng phía sau nó sẽ là không 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 được lên đâu, nhưng cũng cứ theo cứ dệt. Sau đấy đùng cái đúng ngày đúng tháng đúng năm, đến cái ngày nó cần là nó xả ra một cái vấn đề là ô không đạt đâu, thế là gây ra cái tâm lý hoang mang. Nhưng bản chất thị trường tài chính của mình nhá, thì nó dễ dẫn dắt cái câu chuyện đó, dễ dẫn dắt câu chuyện đó, nên dẫn đến câu chuyện là ví dụ như mọi người anh các bác anh chị á, lưu tâm là dùng là đừng có bị ảnh hưởng cái chuyện đó. Nên là vì ảnh hưởng chuyện đó nhiều quá nên sáng sớm nay thì thị trường có vẻ là bị ảnh hưởng khá nhiều. Đó không phải là bản chất của sự việc các bác anh chị. Thị trường sáng nay có cái câu chuyện giảm thì đúng nha, nó giảm ở cái mức này là hợp lý này, 5 điểm thì hợp lý. Nhưng tự dưng có lúc có thời điểm giảm đến 9 điểm, đó là cái ảnh hưởng về mặt tâm lý hành vi thôi các bác anh chị. Còn cái câu chuyện liên quan đến băng á, thì tôi quay lại với vấn đề thị trường, bởi vì bản tin này là bản tin là nó là nhật ký, bản chất nó là nhật ký của tự nhiên khoán và cũng sẽ là nhật ký của thị trường, của các bác các anh chị về mặt dài hạn lâu dài sau này.
thì tôi có vài chia sẻ như này. Chia sẻ thứ nhất là ngành chứng khoán và ngành ngân hàng thì trong 3 video gần đây, từ ngành chứng khoán cũng có chia sẻ với các bác anh chị rằng là nó có một chu kỳ lên khá là tốt. Tuy vậy, không phải tự dưng mà hôm qua tự dưng chứng khoán có chia sẻ với các bác anh chị về câu chuyện PCN là 12. Thì tôi lấy ví dụ một trường hợp rất cụ thể, ví dụ như ngân hàng MBB với cái giá mà 21.9 sáng nay MBB xác lập được, và với cái EBS mà MBB hiện có đến thời điểm hết quý 1 năm 2017 là 1.81, thì các bác lấy 1.81 và nhân lấy 21.9 của giá xác lập sáng sớm nay chia cho 1.81 thì PE của nó là 12. Vừa chạm 12 thì nó giảm lại ngay. Vậy là câu chuyện có đúng với lại mọi người với các bác anh chị là chạy ngày hôm qua là tự doanh nói rằng là chúng ta sẽ bắt đầu làm quen, tức là chạm rồi sẽ giảm, giảm lại quay lại cái vị trí đó, tức là sẽ đi vào cái trạng thái tích lũy để làm quen với câu chuyện PCN là 12. Là tôi lấy đại diện là tăng điểm khá tốt tích cực nhất của ngành ngân hàng, đó là Ngân hàng Cổ phần Quân đội Việt Nam. Đấy, thì từ cái lập luận như thế thì các bác anh chị có thể đem ra để so sánh với những cái ngân hàng còn lại, thì cái nào mà thực ra nó còn rẻ hơn PE12, cái nào còn đã cao hơn thì các bác anh chị có thể tính toán được để biết được cái câu chuyện đó. Chúng ta biết được như thế để chúng ta biết được rằng là chúng ta làm quen đã, chúng ta tạo một cái vùng nền ở cái vùng P/E=12, thì chúng ta phải có một thời gian khoảng tầm từ tối thiểu là từ 2 đến 4 tuần để làm quen với chuyện đó. Sau khi quen rồi thì chúng ta sẽ có một chu kỳ mới, tức là có thể sẽ cao hơn P/E=12, hoặc là nếu không cao hơn 12 thì chúng ta sẽ đón nhận kết quả kinh doanh tích cực của các cái ngân hàng tại một cái thời điểm, đó là vào đầu tháng 7 thì có kết quả kinh doanh, thì khi hiển thị thì câu chuyện là kết quả kinh doanh mới thì sẽ tạo ra EPS mới, tức là lợi nhuận trên một cổ phiếu mới. Lợi nhuận trên một cổ phiếu mới mà tích cực thì rõ ràng là PCN nó sẽ thấp xuống và chúng ta lại có kỳ vọng là về 12. Đó là cái quy luật chuẩn của thị trường, chứ không phải là câu chuyện mà thêu dệt nên cái MSCA rồi thêu dệt nên câu chuyện là nợ xấu, bởi vì đó là định tính chứ không phải định lượng. Bởi vì ai cũng biết được rằng là chắc chắn là Quốc hội sẽ thông qua, chứ gần không phải là các bác ai lừa các bác, chứ tôi biết chắc là nó Quốc hội sẽ thông qua, bởi vì Quốc hội lần này họp cái chuyện đó là sẽ thông qua, bởi vì thông qua thì mới thúc đẩy nền kinh tế, còn các ông họp không thông qua thì kinh tế làm sao phát triển được, đúng không ạ? Rồi, cái vấn đề thứ ba nữa mà hôm nay bản tin tài chính của tự doanh chứng khoán muốn ghi lại cái nhật ký của thị trường, đó là cái câu chuyện là nhận biết cổ phiếu ngược sóng không khó. Đây thưa các bác, tôi bày cho các bác các anh chị luôn phương pháp nhận biết cổ phiếu ngược sóng không khó, bởi vì thực ra những cổ phiếu ngược sóng là không nhiều, trên 1.000 cổ phiếu trên 3 sàn gồm có sàn Hà Nội, sàn Thành phố Hồ Chí Minh và sàn Upcom, thì nó chỉ đâu đó 20 cổ phiếu ngược sóng thôi. Và nhận biết cổ phiếu ngược sóng bằng cái nào các bác nào biết không, bày dùm, nếu không thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bác biết là cổ phiếu nào sẽ là ngược sóng, có không ạ? Có các bác anh chị nào có phương pháp nào để nhận biết cổ phiếu ngược sóng không ạ? Là cái gói hàng bí mật mà ngày hôm qua tôi nói với các bác anh chị đấy, thực ra tôi không giấu đâu, có gì nói nấy, nói hết rồi ngày mai về đọc sách coi cái gì nó có hay hơn nói tiếp các bác anh chị, nếu nói hết tiếp ngày mai về đọc sách tiếp có gì hay mới lại nói nữa. Nên là mai mốt mà những cái lớp học mà dạy này dạy kia và thu tiền các bác đừng đi học, bởi vì mai mốt em hứa với các bác anh chị là em sẽ nói hết thì các cái đám đấy không có cái vẹo gì để mà dạy nữa đâu, hết thứ để dạy đấy, nên đừng mất tiền oan cho nó mệt đấy. Thì đây này, bởi vì các bác anh chị này, nói nhanh vào vấn đề này, thì khi mà tôi nói nhỏ là một chút, khi mà lúc mà giảm mạnh nhất ấy, mà các anh chị nhìn thấy cổ phiếu nào mà có thanh khoản cao, tức là bằng với trung bình và giá đang giữ ở cái vùng giá gọi là tham chiếu hoặc đỏ nhẹ, thì đó chính là những cổ phiếu ngược sóng. Còn đến bây giờ thì thị trường nó đã hồi một phần, thì những cổ phiếu nào đang xanh là cổ phiếu ngược sóng. Tôi lấy ví dụ nha, đây này, bây giờ các anh chị nhìn này, ví dụ như ngành bất động sản có em Sam Real là em đã đi ngược sóng, bởi vì cái lúc mà giảm 9 điểm á, là các bác nhìn thấy em ấy là hơi hơi tham chiếu hoặc là đỏ nhẹ, thì đến khi thị trường hồi lại cái là em đã ngược sóng ngay. Đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai, ví dụ như trong ngành dầu khí là có con TLX chứ các bác. Cái lúc mà nó giảm 9 điểm, tôi nói với các bác lúc đó nó chỉ nằm ở cái vùng là đỏ nhẹ một chút, thanh khoản vẫn ổn, thì đến khi thị trường mà ổn cái là nó ngược sóng. Đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa là ví dụ trên VN30 thì các anh chị sẽ thấy ví dụ như là Hoàng Anh Gia Lai là một cổ phiếu ngược sóng. Tại sao Hoàng Anh Gia Lai lại là ngược sóng?
Bởi vì tối ngày hôm qua nó đã đăng cái thông tin để cố tình hỗ trợ Ngân Gia Lai rồi, nên là chúng ta lại nhìn thấy nhận biết là thế. Nhưng nếu mà nhìn vào cái phong cách giao dịch á, thì tại thời điểm thị trường giảm sâu nhất, cổ phiếu nào mạnh nhất thì cổ phiếu đó là cổ phiếu ngược sóng. Tất nhiên phải hội tụ thêm một vài cái phân tích khác nữa. Tức là không, thị trường chứng khoán không chỉ đơn giản là nhìn bằng mắt thường đâu, nó còn có nhiều thứ phải cảm nhận, cảm tính rồi rất nhiều vấn đề khác nữa. Thì cái này thì sẽ chia sẻ với các bác sau. Ngày hôm nay thì chia sẻ cơ bản là các bác cứ nhìn như thế. Thì ngay tại thời điểm bây giờ thị trường đang giảm 5 điểm, các bác anh chị nhìn thấy những con nào mà vẫn đủ độ mạnh thì chắc chắn con đó ngược sóng. Và đó chính là gói hàng mà tự do chứng khoán muốn nói tới, là sẽ gửi trước bằng đường hàng không ra nội trước. Còn lại thì ngoài 20 cổ phiếu mà tự do chứng khoán có bày cho các bác các phương pháp để tìm á, thì bởi vì sao cái xác suất mà 20 cổ phiếu trên 1.000 cổ phiếu thì cái xác suất nó rất là thấp. Nó thấp nên là không phải ai cũng có khả năng, mà không có cái cảm nhận tốt thì khả năng bắt nhầm là rất cao. Vì vậy nên là những người mà gọi là amateur á, nghiệp dư á, thì tốt nhất là không nên bắt các anh chị, là lưu ý là không nên bắt, hạn chế bắt. Nói chung là hãy tinh, tức là rất là tinh và sành sỏi trong giai đoạn mà thị trường có cái xu hướng không được tốt lắm, gọi là nó chứng lại để nó làm quen với beginner 12 lúc đầu video tôi nói á. Thì các bác các anh chị cứ bình tĩnh, không có gì phải vội hết. Tôi sẽ là người chỉ cho các bác các anh chị biết là chỗ nào là tiếp tục, ta sẽ tiếp tục với cái trận đấu này. Trận đấu này nó còn dài lắm, nó còn dài. Ok, và ý như vậy thôi. Có 100 người đang xem này thì mỗi người để lại một cái like này, một cái bình luận này, một cái trái tim. Thì ngày mai thì tự do chứng khoán sẽ tiếp tục nói với các bác các anh chị những cái vấn đề mà tôi hy vọng rằng là những cái chia sẻ của tự do chứng khoán sẽ giúp ích cho các bác các anh chị trong thời gian sắp tới.